Chúng ta là một cơn lốc xoáy vô cùng bình thường, đến từ Bình Dương. Và mình có thể bấm để tăng lốc xoáy. Không thể hiểu tăng là tăng cái gì. Đâu xem nào. Bấm. Ồ, oh, càng bấm là lốc xoáy của mình nó sẽ nhún lên xíu thôi. Và cái vòng nó sẽ to ra để tăng cái tầm ảnh hưởng của cái lốc xoáy này. Ok. Này thì biển báo giao thông này, ô tô này. Nhưng mà vấn đề là mấy cái ngôi nhà có vẻ được xây dựng khá là chắc chắn đấy. Chỉ có đấy, đi qua rõ ràng cái vòng của mình. Đấy là nhà thuốc này, rồi thì bán dụng cụ này, rồi bán thịt này. Không hề bị cuốn vào, trong khi là lốc nó to như thế này cơ mà. Mình đã thu được gần 1.000 đô. Và số tiền đó mình có thể nâng cấp rất nhiều. Như là kích cỡ, lực gió, người giúp đỡ. Ủa, cái gì đấy, sao lại giúp đỡ? Ai giúp đỡ được cái này? Và tăng tiền. À, ok, bây giờ thử tăng kích cỡ nào. Ồ, vừa mở trong thành phố. Bây giờ đã về quê trồng nuôi cá và trồng thêm rau à? Ảo nhỉ. Rồi. Vâng, vừa nói câu xong. Chúng ta lại về với thành phố. Có vẻ sức gió hơi yếu nhỉ, tăng lên một xíu đi. Lên cấp 1 này. Cấp 2 đi. Khác gì không? Ồ, có vẻ khác một xíu này. Mình hút được bắt đầu những cái cây rồi. Ồ, mấy cái cây cũng đã vào đây. Đây. Mình là một cơn lốc xoáy vô cùng bình đẳng, không hề phân biệt nha. Cho dù là cây hay người, tất cả cũng phải bị cuốn vào đây hết. Đã đủ 1.000 đô. Và mình có thể nâng cấp đâu, thử xem nào. Hepper. Ồ, mình triệu hồi ra thêm một cái cơn lốc xoáy nho nhỏ màu xanh nữa. Như kiểu là con mình ấy, chứ không phải là thằng giúp đỡ đâu. Mặc dù thôi, mình sẽ gọi nó là Oxin. Rồi, Oxin, đi ra mà giúp tao quét đi. Mà khổ thế chứ bây giờ người mình to như thế này rồi mà còn chả quét được ăn ai. Cái thằng nhỏ xíu này thì quét được cái gì? Rồi, nâng cái cỡ nào, cấp 1 này, cấp 2. Ủa, ê là tăng chưa? Mình chỉ thấy nó đổi màu à, chứ chả thấy tăng cái cỡ gì. Cấp 3. Ê, đúng nha, chỉ có đổi màu nha, nó kích cỡ giữ nguyên ạ. Thế thì sang màu đỏ để làm gì? Cái màu đỏ chứng tỏ màu xanh à? Và mình cũng thấy khá là lạ lùng là tại sao những cái cư dân ở đây họ thấy cái cơn lốc xoáy đến từ rất xa rồi. Từ nãy giờ chắc cũng phải 5 phút thì họ cũng phải được báo động để mà trốn khỏi khu này chứ. Họ vẫn đi đều đều đó. Nào xe xanh rồi xe đỏ này, cứ đi loanh quanh ở đây. Ê, cả thuyền luôn đó. Ta hiểu. Tại sao không đi trốn đi nhở? Hay là ỉ là đây, xung quanh ngoài biển này là có thuyền rồi. Muốn trốn lúc nào thì trốn. À không nha. Có vẻ như là những ngôi nhà ở đây vô cùng chắc chắn. Sức mạnh của mình chưa đủ. Một cái thêm tiền này. Tiền của mình tăng lên hơn không? Ok, tiền có vẻ tăng lên nhiều này. Bây giờ số tiền mình nhận được sau khi hủy diệt một sinh mạng nó đã lên rồi đấy. Đó, kể cả cho dù là vô chi như là mấy cái ô tô, hay là có chi như là những gia đình đang có những bữa ăn buổi trưa hạnh phúc với nhau. Không, tất cả chui vào đây nhá. Thôi được rồi, thế nào, nhân đôi tiền bấm để lấy được, ok. Có muốn xem quảng cáo để nâng cấp miễn phí không? Ê, chết tiệt. Tại sao trò gì mình chơi cũng phải có quảng cáo này. Ok, giờ thì xem. A few moments later. Phát hiện phần mềm chặn quảng cáo. Ồ, ai da, chết tiệt thật. Thế là game nó bắt mình phải xem quảng cáo rồi. Cày thế nhở. Hồi xưa mình chơi ở trên cái trang này là gần như là không bao giờ thấy quảng cáo cả. Vì có chặn quảng cáo à. Thế bây giờ lại phải xem quảng cáo à, cay nhỉ. Rất nhanh chóng, 3.000 đô. Rồi, bây giờ cho thêm một thằng ở đây. Thêm một thằng ở đây. Đó, thế là nhà đã có hai đứa con. Nhưng mà có vẻ như là cùng giới tính rồi. Không có thằng nào có khác màu cả. Ơi, tụi bay không lên màu thì bố mới lên màu. Đó, ôi, có nha. Hình như có tăng kích cỡ này. Các bạn thấy cái quả nhún lên trên vừa rồi không? Ờ, được nha, như vậy là có tăng. Overpower, sức mạnh bá đạo à. Đâu, sẽ là thử xem nào. Vẫn không có quảng cáo. Yes, lụm tiền. Ôi. Vâng các bạn ạ, chúng ta không cần xem quảng cáo mà chúng ta vẫn có phần quà. Phần trận quảng cáo vô địch, yes. Wow, bây giờ mình đã có sức mạnh bá đạo. Hút được rất xa rồi này. Ok, thêm cái cỡ đi. Lên thêm nữa. Thật ra là chỉ để đổi màu thôi, phải có sức gió. Nhân đôi tiền, ok. Là quảng cáo chưa? Cũng chỉ là 5 giây mà thôi. Yes, nhân đôi tiền được rồi. Yeah. Ê, nhưng mà chính ra ấy, là nãy giờ mình bảo là mình tiêu diệt rất nhiều sinh mạng, nhưng mà các bạn có để ý thấy là có thằng người nào ở đây không? Ê, hey, lực gió free. Free, chặn quảng cáo. Rồi được rồi, tăng tiếp đây nốt thế nào. Helper. Mình chỉ có tối đa là 3 đứa con thôi. Ai chà, không sao, được. Vòng xoáy tử thần cuốn bổ sung sức mạnh cho mình. Rồi đó, ba đứa làm việc tốt lên nhá, tốt vào. 7.000 đô à, tăng kích cỡ lên. Rồi đây,
bốn anh em siêu nhân xanh đấy, đi giải tỏa đám đông. Ê, mình đang nghi nghi một điều này này, là có khi mình phải xem quảng cáo để mình nâng cấp độ. Nhưng không, chặn quảng cáo. Cấp độ 6, ồ, 32.000 đô, khá là tốn đấy. Nhưng không sao, tiền mình bây giờ đã là 14.000 đô rồi. Với tất cả những cái gì mình đã kiện được rồi, mình có thể nâng cấp sức gió lên cấp 8. Rồi, xong, chính thức tất cả những ngôi nhà ở đây có vững chắc căng độ. Thì vẫn có một số ngôi nhà sống, cày thế nhờ. Nhưng mà nhà nhỏ thì sao? Nhà nhỏ vẫn thoát được, ủa lạ vậy. Ủa thế quái nào mà sao có cái nhà nó dính vào nhà này không dính nhỉ? Ơ đây, dính cái này. Đó, đó. Ủa, sao có nhà nó bị dính còn nhà lại không nhỉ? Bọn này lạ thật đấy. Ôi, giờ mới để ý tiền của mình lên đến, ôi ơi, sao nó tăng nhanh này. Hình như là mình hút được mấy cái nhà ấy, tiền nó tăng nhanh thực sự ạ. Đó, nhà về này. Wow, chúng ta sắp đạt tới cột mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp, đó chính là 100.000 đô. Yes, 100.000 đô rồi ư? Rất đơn giản thôi, tiếp tục đột phá sức mạnh một lần nữa. Rồi, sức mạnh đã tăng vượt trội với 100.000 đô. Xong luôn phòng gym này. Thôi tập gym làm gì nữa, bụng mỡ hay là cùng 6 múi cũng thế thôi. Rồi, xong. Nhà vừa đấy là nhà gì mình cũng không để ý nữa. Nhưng mà thôi, nhà nào chả là nhà, đúng không? Đúng rồi, về đây 80.000 đô ạ, bây giờ tăng kích cỡ lên. Rồi, cũng là màu xanh nhưng mà đậm hơn một tí. Nào, nâng tiếp đây lên. Nâng kích cỡ lên. Đó. Bây giờ mình là màu tím rồi và có vẻ như là cái khả năng hút nhà đã cao lên rất nhiều rồi. Rồi, xong luôn. Mình đã chơi được cả những cái căn khó nhất. Nào, bây giờ thì đây là Hardway. Ôi, nó vẫn sống kìa. Xong, ok, phòng tập của con gái gì này cũng phải đi hết. À, mình đã rất mong đợi được cơ hội đến một ngày mình có thể lan ra được tới cả mấy cái con thuyền này. Và chuyện đó có thể thực hiện được nếu mình nâng cấp kích cỡ bằng một cái quảng cáo. Chặn quảng cáo. Cấp độ 11 rồi, mình số tiền để nâng cấp bây giờ đã lên đến là 102.000 đô. Nhưng mà vẫn chưa hút được cái cối xay gió. Thế mới cày chị Lệ. Tiền của mình bây giờ mới chỉ có là tụt xuống còn có tầm 30.000 đô thôi. Có vẻ như chúng ta cần phải để cho game tự chơi một lúc nữa. Rồi quay lại để xem tiền của mình sẽ lên đến bao nhiêu nhá. A few moments later. Sau khoảng tầm 15 phút để cho cái cơn lốc này nó tự giải quyết cái việc của nó ấy, thì mình đã có đủ tiền để nâng cấp được cash boost lên tối đa bằng xem quảng cáo. Số tiền của mình thu được đã là hơn 600.000 đô rồi. Bây giờ sẽ là lúc để nâng cấp mấy cái kích cỡ này lên nào, và cả lực gió. Kích cỡ đi. To ra một xíu, biến thành màu hơi nâu nâu. Phải nâu nâu mà là màu xanh. Rồi, cấp 12, 200.000 đô, nâng phát nữa nào. Màu đỏ. Rồi, mày để mình thế nào? Đến cấp này là 400.000 đô mới đủ nâng. Mình để ra xa nữa thế nào? Ây da, mình, sức hút của mình bây giờ đã cực kỳ cao rồi. Hút được tới ra cả phía bên ngoài rồi. Xem quảng cáo, yes, chặn quảng cáo. Quá đơn giản, đến lên cấp 14. Trời ơi, 800.000 đô, gần 1 triệu đô để nâng cấp được cái cỡ lên cấp 15. Và bây giờ và cái màu của mình nó cũng trông rất là ảo ma Canada rồi. Sức hút, đây là cái vòng sức hút của mình, nó lan ra tới tận đường ngoài này rồi. Không biết là liệu mình lên đến cấp cuối cùng nó có lan ra được tới cả bên ngoài nhỉ? Khu vực bờ biển này thì tuyệt vời biết mấy. Mình đã nói từ đầu video rồi, mình không phân biệt người ở trong thành phố hay người ngoài biển, ai cũng sẽ phải bị hút vào đây hết. Hãy nhìn những cái lô đất này được dọn gọn gàng sạch sẽ. Đấy, cái này mà gọi là mấy cái cơ quan có thẩm quyền mà thuê mình về để làm cái phương tiện mà giải tỏa mặt bằng á. Đấy, hay là để phá mấy cái công trình bỏ hoang á, thì quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Cấp độ 14 và số tiền nâng cấp, what, 1,1 triệu đô. Ây à, căng quá nha. Hai cái dưới này thì đã mắc cấp full cấp độ rồi. Mình không tò mò không biết là cái lực gió này tới được bao nhiêu thì đây mới sẽ là tối đa đây. Nhưng mà bây giờ thì còn cái gì nữa đâu. À không, vẫn còn một số ngôi nhà vẫn còn trụ vững được. Đó chỉ là, đó là gì? Đó là nếu mà mình không có đi qua nó bằng những cái cơn lốc nhỏ nhỏ thôi. Đó. Chứ không ấy là đứa nào cũng phải hút vào đây hết. Đó, gần vô đối rồi. Trời ơi. Nhưng mà cái quái nào mà sao không hút được cả mấy cái bể bơm nước trong bể bơi nhỉ? Nước bể bơi mà lại không hút lên, trong khi là nhà nó cắm rễ chặt như vậy này, girls gì này, nông dân gì này, bị hút hết rồi cơ mà. Lạ thật. Mình sắp đủ tiền để nâng cấp cái cỡ lên 15, nhưng bên dưới nó lại có free để xem quảng cáo. Là không có quảng cáo. Đấy. Và cấp 15 là cấp tối đa rồi. Như vậy bây giờ mình sẽ nâng nốt cái cỡ này lên. Liệu có phải là cấp tối đa không? Nó là tối đa. Yes, mình đã trở thành cơn lốc mạnh nhất rồi.
đúng nghĩa rồi. Tất cả không còn cái gì có thể sống sót được nữa. Nhưng mà mình đang rất bấm chuột đây, rất cố gắng để mà cho cái kích cỡ của cái vòng mình nó ra nữa. Nhưng có vẻ là nó không ra được tới vòng ngoài rồi. Thế thì hóa ra bây giờ là những gia đình với cả những khách du lịch đang nằm phơi nắng sung sướng ở trên bờ biển, hay là đang bơi ở ngoài kia, hay là những ngư dân đang đánh bắt cá, thì họ sẽ được sống à? Cay nhở. Đáng ra tất cả phải bị bay màu chứ. Hơi buồn đấy. Nhưng mà không sao, khi quay lại kiểm tra tài khoản ngân hàng 1,1 triệu đô la Mỹ, mình đã trở thành cơn lốc xoáy giàu nhất thế giới. Cũng nhờ mình đã nâng cấp nó đến tối đa thì mới có khả năng kiếm tiền kinh khủng như thế này. Cũng như ở bên video này vậy, mình cũng đã lỡ nâng cấp xe tăng quá nhiều, khiến cho nó trở nên quá là mạnh luôn. Các bạn hãy bấm vào xem để chứng kiến được sức mạnh của xe tăng nó như thế nào nhá. Mình sẽ gặp các bạn ở bên video này nhá.